Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Bây giờ lão đại cứu ta thất thủ rồi. Mau đến cứu ta với. Kẻ hại dân hại nước từ đâu tới, bớt nêu cao quan hệ với ông nội ta. Thật đúng là một phe mấy tên hại dân hại nước giang hồ. Hơm, phế vật. Lấy danh hiệu của thần tiên, giả thần giả quỷ ở Trường An. Không sợ bị trời phạt hay sao? Các huynh đệ, giết chết hắn cho ta. Giết hắn, giết hắn. Đến đây. Bách Điểu Triều Phượng Thường. Phượng Toàn. Ai làm rơi túi tiền của mình thì đến đấy. Quan binh rất nhanh là sẽ đến đây. Bọn họ nếu như hoài kẻ giết người, báo danh hiệu của ta. Ta là Trương Nhậm, Tây Xuyên Thương Vương. Thiếu hiệp xin hãy dừng bước, để Vân Đào bói cho người một quẻ toàn tướng. Trên trán của người có triều thiên cốt, trong mắt có linh quang. Người mới là tiên nhân chuyển thuế thật sự, thần tiên hạ phàm. Vân Đào cuối cùng cũng đợi được người rồi. Trương Nhậm, người này thương pháp không yếu hơn Đồng Phi. Hình như là sư xuất cùng nguồn với Đồng Phi. Không biết là hai người này có quan hệ gì nhỉ? Thiếu hiệp chỉ cần 10 lượng bạc. Lắm lượng, à không, 3 lượng là được rồi, thiếu hiệp. Một lượng, à không, nửa lượng bạc là được rồi. Não đạo này vậy mà có thể bám lấy Trương Nhậm, để cho hắn không thể nào thoát thân. Trường An quả nhân là ngọa hổ tàng long. Ở đây. Nếu nếu chúng ta cũng nên quay về thôi. Đi tìm đại lời. Ở đây. Không ngờ đúng không, Natania? Tư Mã Thiến đường đường xuất hiện. Ngưu Liệu, hãy vào vòng tay của tỷ tỷ đi. Tiểu tặc, ngươi dám. Nghe nói gần đây trong cung có mấy cung nữ bị giết chết. Ê, tiểu nha đầu nghe được ở đâu vậy? Ở bên ngoài đừng có mà nói lung tung, bị những quý nhân kia nghe được, nói không chừng là gây họa bên mình. Có một tỷ tỷ không thấy đâu nữa, ta rất lo lắng cho tỷ ấy. Quả thật là có mấy cung nữ đã biến mất rồi, nhưng mà lại nói ở bên ngoài đều là về nhà thăm người thân. Nhưng mà người trong cung đều hiểu rõ lý do này là vì muốn che đậy bí mật phía sau. Có một lời đồn rằng trong vị anh cung có một yêu quái ăn người ẩn nấp. Bọn họ đều là khi đi đến vị anh cung làm việc vì yêu quái ăn rồi. Nhưng mà lời đồn này thật sự là quá kinh ngạc, chỉ lưu truyền vài ngày thì đã bị đè xuống. Vị anh cung còn ẩn nấp yêu quái nữa sao? Đó không phải là thư phòng của bệ hạ. Bệ hạ sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Nghe nói bệ hạ cũng có chút gì đó không đúng. Có lúc trên đất đều là máu, nhưng mà bệ hạ không nhìn thấy. Ta thấy trong cung nghe rằng không thể nào ở tiếp được nữa rồi. Các người câm mồm hết lại, ở đây nói xấu bệ hạ muốn chết hay sao? Vị anh cung. Một phòng ở sau trong cung điện.